Cờ tướng võ thuật, chúc đoàn vận động viên huyện Phú Bình thi đấu thành công. Đang diễu hành qua lễ đài là đoàn vận động viên thị xã Phổ Yên. Với diện tích 256 km², dân số trên 17 vạn người, thị xã Phổ Yên là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên, có hệ thống giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Phổ Yên là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, nối tiếp truyền thống anh hùng, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ chính quyền thị xã Phổ Yên đã vận dụng sáng tạo, năng động, có những bước đi đột phá, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Thị xã Phổ Yên có phong trào rèn luyện thể dục thể thao rộng khắp, nhiều vận động viên tham gia các đội tuyển môn võ, karate do, võ wushu quốc gia và đạt được nhiều huy chương quốc tế tại khu vực và châu Á. Tham gia đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018, đoàn vận động viên Phổ Yên tham gia đua tài ở tất cả các môn thi đấu với quyết tâm cao. Chúng ta tin tưởng đoàn vận động viên huyện Phổ Yên sẽ thi đấu giành nhiều thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, đang tiến qua lễ đài là đoàn vận động viên huyện Phú Lương, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Là một huyện miền núi nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh Thái Nguyên, Phú Lương là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển. Toàn huyện hiện có 25% dân số thường xuyên luyện tập thể thao, 87 câu lạc bộ, 14 nhà thi đấu thể thao, hàng trăm sân cầu lông, sân bóng, sân bơi, sân bóng chuyền được tăng cường đầu tư và tổ chức các hoạt động có chất lượng. Các môn thể thao mũi nhọn như việt giã, điền kinh, cầu lông, bắn súng trường hơi, bắn nỏ, cờ tướng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nối tiếp là đoàn vận động viên đến từ thành phố Sông Công. Thành phố Sông Công, thành phố nằm bên dòng sông Huyền Thoại, nằm ở phía nam của tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Sông Công đang từng ngày khởi sắc và mang vóc dáng một đô thị công nghiệp năng động, giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tiền thân thì là thị xã Sông Công, sau 30 năm xây dựng và phát triển, thành phố Sông Công đã thu hút được hàng chục dự án đầu tư với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế công nghiệp là thế mạnh và chủ lực của thành phố, đạt được nhiều thành tựu góp phần tạo nên sự phát triển vững chắc và thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế hàng năm, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về dự đại hội hôm nay, đoàn vận động viên thành phố Sông Công tham gia tranh tài ở 12 môn với thế mạnh là các môn võ thuật, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền. Chúc đoàn vận động viên thành phố Sông Công giành nhiều thành tích cao. Trong ngày hội tưng bừng hôm nay, đoàn vận động viên thành phố Thái Nguyên xin được gửi đến các vị khách quý tình cảm nồng hậu, mến khách và lời chào trân trọng. Với diện tích 222,93 km², dân số trên 360.000 người và 32 đơn vị hành chính, thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, là trung tâm giáo dục đào tạo lớn thứ ba của cả nước. Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã có những bước tiến vững chắc, vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, vinh dự được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương độc lập hạng nhất. Tháng 10 năm 2017, thành phố đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần 2 và cờ thi đua của chính phủ nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Đến với Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên hôm nay, đoàn vận động viên thành phố Thái Nguyên tham gia thi đấu 14 môn với tinh thần đoàn kết, trung thực, nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, góp phần vào thành công chung của đại hội. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên huyện Võ Nhai, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, Võ Nhai có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa với gần 90 di tích lịch sử. Nơi đây có nhiều thắng cảnh tự nhiên như hang Phượng Hoàng, được ví là lá phổi xanh của Thái Nguyên, có suối Mỏ Gà, mái đá Gườm, từng là nơi cư trú của người Nguyên Thủy, rừng quân Mánh Xá Tràng Xá là nơi thành lập đội cứu quốc quân 2. Phong trào thể dục thể thao huyện Võ Nhai ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, thành tích thể thao ngày càng được nâng cao. Về dự đại hội lần này, 267 vận động viên huyện Võ Nhai tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao. Chúc đoàn vận động viên của huyện Võ Nhai gặt hái được nhiều thành tích cao trong đại hội. Chúng ta nhiệt liệt chào đón các vận động viên xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên về tham dự lễ khai mạc đại hội hôm nay. Đây là những vận động viên tiêu biểu thuộc các đội tuyển của tỉnh, được Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên trực tiếp huấn luyện, đào tạo, quản lý, đảm bảo lực lượng vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc, cung cấp vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu giải thể thao quốc tế. Trong những năm gần đây, thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, vượt qua mọi khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Nhiều đội tuyển đã khẳng định được tên tuổi và thế mạnh tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, châu lục. Tiêu biểu là vận động viên đua thuyền Nguyễn Thị Ngân, Ngô Phương Thảo, Dương Thị Bích Loan đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại giải canoeing thế giới, châu Á. Vận động viên Lục Lệ Giang đạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Thanh thiếu niên châu Á. Năm 2017, các vận động viên Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích cao với 262 huy chương các loại. Kết thúc đoàn diễu hành biểu dương lực lượng trong đại hội hôm nay là đoàn trọng tài.
Để góp phần thành công của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018, lực lượng trọng tài giữ vai trò quan trọng, có nhiệm vụ tổ chức và điều khiển các trận đấu theo đúng luật và các quy định hiện hành. Lực lượng trọng tài sẽ đánh giá khách quan, trung thực và chính xác để đảm bảo công bằng cho mỗi môn thi tại đại hội. Lực lượng trọng tài tỉnh Thái Nguyên đã tham gia nhiều lớp tập huấn trọng tài cấp quốc gia do các chuyên gia Việt Nam trực tiếp giảng dạy và tham gia điều hành một số giải toàn quốc như giải cầu lông, bóng đá, võ thuật, taekwondo, võ cổ truyền, karate do. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 là dịp để các vận động viên tranh tài, đua sức và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Chúng ta tin tưởng với trình độ chuyên môn cao, với tinh thần trách nhiệm, sự công bằng, khách quan, vô tư, đội ngũ trọng tài sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc đoàn trọng tài sức khỏe, đoàn kết, tất cả vì sự thành công của đại hội và sự phát triển của Thể dục Thể thao Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí đại biểu, vinh dự và thiêng liêng là ngọn đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống trong giờ phút khai mạc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Ngọn đuốc truyền thống được thắp lửa từ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam do ba vận động viên tiêu biểu xuất sắc của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên rước về đài lửa. Vận động viên Hà Văn Dĩnh, kiện tướng môn vật, vận động viên Dương Thị Bích Loan, kiện tướng môn đua thuyền, vận động viên Nguyễn Thị Khánh Huyền, kiện tướng môn bóng chuyền. Tham gia đoàn rước đuốc có 50 vận động viên tiêu biểu của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chạy tháp tùng đang di chuyển về đài lửa đại hội, nơi tiến hành trọng thể lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Kính thưa các đồng chí đại biểu, Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2017 vừa qua đã giành được những thành tích đáng tự hào cả thể thao đỉnh cao và thể thao quần chúng. 9 huyện thành thị và các cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao, huy động hàng ngàn người tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn, tham gia thi đấu các môn thể thao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia và tổ chức thành công các hoạt động thể thao cấp tỉnh. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên lên nhận ngọn đuốc từ các vận động viên tiêu biểu để thắp sáng đài lửa truyền thống của đại hội. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, ngọn lửa đã được thắp sáng tại đài lửa của đại hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Ngọn lửa được thắp sáng trong những ngày diễn ra tại đại hội là dịp các vận động viên tranh tài về trí tuệ, thể lực, mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cao thượng. Ngọn lửa bừng cháy, reo vui, thúc giục các vận động viên đoàn kết thi đấu trung thực cao thượng với tinh thần thể thao vì thành công của đại hội. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nối chương trình, Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Anh Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 lên điều hành lễ khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ.
Chào cờ, chào. Chung lòng phiêu vũ, bước chân rồi hoang trên đường đông. Xin trân trọng cảm ơn, kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân trên các khu vực khán đài ổn định vị trí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các vận động viên và toàn thể nhân dân, thực hiện hướng dẫn số 3566 ngày 7 tháng 9 năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Thực hiện kế hoạch số 159 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Hôm nay tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Tới dự lễ khai mạc Đại hội, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Kim, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Kính, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Phúc Toàn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đại biểu Quân khu 1, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Đại biểu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên,
các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trịnh Việt Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Tới dự lễ khai mạc đại hội hôm nay có các đại biểu lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh, các đồng chí trong ban tổ chức đại hội, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đại biểu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Cạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Ban tổ chức đại hội nhiệt liệt chào mừng 1.360 vận động viên, các huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân đã đến tham dự lễ khai mạc đại hội. Nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Một lần nữa, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu, khách quý, các vận động viên và toàn thể nhân dân. Chúc lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lên tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa các vận động viên và kính thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay tại thành phố Thái Nguyên tươi đẹp và anh hùng, tỉnh Thái Nguyên long trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018. Đây là sự kiện văn hóa thể thao lớn của tỉnh, là ngày hội biểu dương sức mạnh tinh thần đoàn kết và tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí đại biểu về dự đại hội. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn vận động viên và toàn thể nhân dân có mặt trong lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao hôm nay. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sức khỏe và trí tuệ là vốn quý nhất của mỗi con người và toàn xã hội. Sức khỏe mỗi con người tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có rèn luyện thể dục thể thao. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào tôi cũng tập. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và phát huy tác dụng tích cực của sự nghiệp thể dục thể thao gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong những năm qua, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm và có sự phát triển bền vững. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cho hoạt động thể dục thể thao
gắn với các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch. Huy động được sức mạnh nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhờ đó, thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc, khẳng định được vị trí, vị thế của một địa phương có phong trào phát triển toàn diện. Thái Nguyên đã có nhiều tấm gương điển hình, nhiều đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thể thao đỉnh cao của nước nhà. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã tổ chức thành công từ cơ sở đến cấp huyện, thành phố, thị xã và hôm nay được tổ chức tại tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp là ngày hội lớn đã tạo ra sức sống mới trong việc rèn luyện sức khỏe của mỗi con người, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đây là dịp chúng ta đánh giá sự phát triển công tác thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường. Thông qua đại hội sẽ có các môn thi đấu trong khuôn khổ và sẽ lựa chọn được đoàn vận động viên của Thái Nguyên tham gia vào đại hội toàn quốc. Để tổ chức thành công đại hội, tôi yêu cầu các trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Các lực lượng tham gia tổ chức đại hội cần đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường. Mừng đất nước đổi mới và phát triển, mừng tỉnh Thái Nguyên đang phát triển nhanh và bền vững, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các vận động viên và toàn thể nhân dân, trong những năm qua, sự nghiệp phát triển thể dục thể thao góp phần tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, nâng cao đời sống tinh thần và giá trị văn hóa cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại lễ khai mạc hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao, thay mặt Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Kính thưa đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí và đồng bào. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về dự khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8
2018. Cho phép tôi gửi lời đến các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, chúc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, Thái Nguyên là tỉnh trung tâm của vùng Việt Bắc, giàu truyền thống văn hóa, là quê hương cách mạng, là thủ đô kháng chiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Cùng với phát triển kinh tế, sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong việc bảo tồn, phát triển các giá trị di sản văn hóa, du lịch và phát triển thể dục thể thao. Ngày 30 tháng 9, 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1752, quyết định TTR công nhận Thái Nguyên là tỉnh trọng điểm trong phát triển thể dục thể thao, trung tâm vùng Trung Du và miền Bắc phía Bắc. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên luôn đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và các tổ chức tham gia hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao. Trong những năm qua, nhiều vận động viên của Thái Nguyên tham gia đội tuyển quốc gia và đạt được nhiều thành tích cao. Tiêu biểu như vận viên điền kinh Nguyễn Thị Hương, vận động viên Nguyễn Thiên Ngân đạt huy chương vàng giải cờ vua trẻ châu Á, huy chương đồng giải cờ vua trẻ thế giới. Vận động viên Nguyễn Thị Ngân đạt huy chương vàng giải đua thuyền châu Á, huy chương đồng giải đua thuyền thế giới. Thể thao quần chúng của Thái Nguyên phát triển tốt, số người tập luyện thường xuyên tỷ lệ cao, phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Với 180 trên 180 xã phường thị trấn, 9 trên 9 huyện thị xã, thành phố tổ chức tốt đại hội, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên giành 29 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 14 huy chương đồng. Có thể khẳng định rằng thể thao Thái Nguyên là tỉnh có phong trào thể dục thể thao mạnh của cả nước, có đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam, giành nhiều huy chương vàng quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, tôi biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành công trong sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của tỉnh nhà trong thời gian qua. Kính thưa quý vị đại biểu, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 là ngày hội toàn dân, một sự kiện văn hóa thể thao với quy mô lớn, 15 môn thể thao thi đấu, sự tham gia của hơn 1.400 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ từ khắp các địa phương, đơn vị ở trong tỉnh. Đây là dịp để Thái Nguyên đánh giá, ghi nhận kết quả xây dựng phong trào thể dục thể thao, quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh nhà, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm tới, để thể thao Thái Nguyên phát triển lên một tầm cao mới, xứng tầm với một tỉnh là trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, từng bước hội nhập với sự phát triển thể thao trong khu vực Đông Nam Á và thể thao quốc tế, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, cơ chế chính sách
đối với huấn luyện viên, vận động viên để thể thao Thái Nguyên phát triển toàn diện, vững chắc. Với những kết quả và thành tích đạt được, tôi tin tưởng rằng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 2018 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng mời vận động viên Karate Do Vũ Minh Tuấn thay mặt các vận động viên tham dự đại hội lên tuyên thệ. Tôi, Vũ Minh Tuấn, xin thay mặt lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Xin long trọng tuyên thệ thi đấu nhiệt tình, trung thực, quyết tâm cao trên tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các quy định của trọng tài và quy định của ban tổ chức đề ra. Vì sự thành công của đại hội, xin thề, xin thề, xin thề. Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Vũ Minh Tuấn. Ban tổ chức xin mời trọng tài Nguyễn Anh Toàn thay mặt ban trọng tài điều hành các môn thi đấu trong chương trình đại hội lên tuyên thệ. Tôi, Nguyễn Anh Toàn, xin thay mặt hội đồng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Xin long trọng tuyên thệ điều hành các trận đấu đúng luật, công bằng, trung thực, khách quan, thực hiện tốt quy định của ban tổ chức đưa ra. Vì sự thành công của đại hội, xin thề, xin thề, xin thề. Xin trân trọng cảm ơn trọng tài Nguyễn Anh Toàn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí trưởng đoàn bước lên phía trước nhận hoa và cờ lưu niệm của đại hội. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị, các đoàn vận động viên và trọng tài tham dự đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Thank you.
xin trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Xin chúc mừng các đoàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn đồng diễn nghệ thuật rất là hoành tráng được thực hiện từ nhiều ngày nay để chào mừng thành công của lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên 2018 năm 2018. Màn đồng diễn này với sự tham gia của 1.500 diễn viên, với là các diễn viên, các học sinh và các chiến sĩ đến từ Sư 312, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Nhưng trước khi theo dõi màn đồng diễn nghệ thuật này, chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe cảm nhận của một trong những vận động viên vinh dự trong đoàn rước đuốc để mang ngọn lửa về cho khai mạc của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Xin được giới thiệu với quý vị, chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với vận động viên Dương Thị Bích Loan. Cô là vận động viên, có thể nói là vận động viên vàng của bộ môn đua thuyền tỉnh Thái Nguyên. Và Loan thì cũng vinh dự là trong năm 2017 là có một thành tích rất là vinh dự, đó là đạt giải nhì của cuộc thi Người đẹp xứ Trà tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Xin chào Dương Thị Bích Loan, là vận động viên vinh dự trong đoàn rước đuốc của tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, thì em có cảm xúc thế nào trong cái lúc mà được tham gia vào đoàn rước đuốc để chạy biểu dương ở tại lễ diễu hành? Em chị là một trong ba vận động viên xuất sắc của tỉnh được tham gia đoàn rước đuốc để thắp sáng lên ngọn nến khai mạc đại hội tỉnh năm 2018. Cảm xúc của em rất là vinh dự và tự hào khi được thắp sáng lên ngọn lửa của tuổi trẻ đam mê nhiệt huyết như sức trẻ của chúng em vậy. Em khi mà rước đuốc em có một cái trạng thái là rất là muốn thi đấu luôn để mang lại những thành tích cho tỉnh. Với sức trẻ của mình thì năm nay đại hội em sẽ cố gắng hết mình để có những thành tích tốt nhất, và em xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn trẻ của tỉnh Thái Nguyên tham gia đại hội thể thao năm 2018 sẽ đạt được những kết quả cao nhất về cho quê hương, về tỉnh Thái Nguyên ạ. Xin cảm ơn Dương Thị Bích Loan, và chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng và cùng với niềm tự hào mà ngày hôm nay Dương Thị Bích Loan được tiếp lửa từ ngọn lửa của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8, thì cô gái này sẽ còn đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa về cho thể thao tỉnh Thái Nguyên. Xin cảm ơn Dương Thị Bích Loan. Thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi nghĩ rằng lúc này thì tất cả quý vị cũng như chúng tôi muốn được lắng nghe cảm nhận của một trong những người đã tham gia đoàn diễu hành đến từ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Xin chào chị. Chị có thể giới thiệu về bản thân mình ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Nhập, là giáo viên dạy môn thể dục tại trường trung học cơ sở Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ạ. Đây có phải là lần đầu tiên chị được tham gia lễ diễu hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên? Đúng rồi ạ. Một cái cảm xúc rất là khó tả, tôi rất là vui và tự hào bởi vì là lần đầu tiên tôi được tham gia một cái sự kiện lớn như thế này của tỉnh, và tự hào hơn nữa vì là tôi là một đại diện của người con trên quê hương anh hùng Định Hóa, hôm nay được xuống đây góp phần vào sự thành công của đại hội hôm nay ạ. Để tham gia lễ diễu hành này thì đoàn Định Hóa, chị cùng với đoàn của huyện Định Hóa đã phải tập luyện bao nhiêu thời gian để có được cái phần diễu hành tuyệt vời như vậy? Vâng, chúng tôi, đoàn diễu hành chúng tôi thì đến từ rất nhiều đơn vị, và chúng tôi đã được tập hợp và luyện tập rất là kỹ càng để tham gia cái sự kiện lớn này ạ. Xin cảm ơn chị và xin chúc đoàn Định Hóa sẽ đạt được nhiều thành tích và nhiều kết quả tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi nhận thấy tại mặt sân của sân vận động tỉnh Thái Nguyên, công tác chuẩn bị cho màn đồng diễn nghệ thuật đã cơ bản hoàn tất, và lúc này chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng
hướng sự chú ý vào màn hình và đừng rời mắt khỏi màn hình trong chương trình, trong cái buổi truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên về lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 để chứng kiến những màn đồng diễn nghệ thuật rực rỡ sắc màu và rất nhiều ý nghĩa Thái Nguyên tầm cao mới ngay sau đây. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả cùng toàn thể nhân dân theo dõi chương trình đồng diễn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018, chủ đề Thái Nguyên tầm cao mới. Chỉ đạo nội dung: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tổng đạo diễn: Thạc sĩ biên đạo múa Hoàng Thiện Thực. Phó tổng đạo diễn: Nguyễn Việt Hà. Biên đạo và dàn dựng: Hoàng Thiện Thực, Nguyễn Việt Hà, Đào Minh Sang, Hoàng Văn Trung. Viết lời bình: Vũ Thị Liên Minh. Thiết kế âm nhạc: Quốc Bảo. Chương trình có sử dụng các ca khúc của các tác giả: ca khúc Cô Gái Hái Chè của nhạc sĩ Lê Tú Anh, ca khúc Thái Nguyên Vào Hội của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, nhạc không lời của nhạc sĩ Mạnh Tiến, ca khúc Thái Nguyên Đón Chào Khúc Hát Thể Thao và một số ca khúc khác. Đơn vị thực hiện: 432 chiến sĩ trung đoàn 209 thuộc sư đoàn 312 quân đoàn 1, 200 chiến sĩ lữ đoàn 382 quân khu 1, 432 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, 432 học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, 150 sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Thời gian thực hiện 31 phút, tổng số diễn viên tham gia 1.646 người. Sau đây, chương trình đồng diễn xin phép được bắt đầu. Chương 1: Thái Nguyên sức mạnh hội tụ. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí địa lý, kinh tế, chính trị quan trọng cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Thái Nguyên đang là tỉnh có vai trò gắn kết cả vùng Trung du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai khoáng, là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn thứ ba của cả nước với 26 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thái Nguyên có nhiều điểm di tích lịch sử, nhiều cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng. Đây chính là những nhân tố quan trọng để tỉnh Thái Nguyên vừa phát triển công nghiệp, vừa đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, dịch vụ và đô thị. We'll be right back.
cho thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng Tuyên Quang, Bắc Cạn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm ATK thủ đô kháng chiến của cả nước. Trong đó, các địa danh lịch sử ở ATK Định Hóa gắn liền với những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những quyết định quan trọng làm nên thắng lợi của cả dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Linh khí đất trời hội tụ tại nơi đây sẽ đem đến cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 thành công rực rỡ. Trong câu hát câu lượn tình em thắm
cảnh sắc thắm đẹp của miền non xanh, hương sắc rạng ngời trên gương mặt biết bao nam thanh, nữ tú đang hăng say lao động trên quê hương, đang mời gọi bạn bè muôn phương hội tụ đến với Thái Nguyên, với mảnh đất đệ nhất danh trà, để được thả hồn trên những nương chè xanh mướt, để thưởng thức ấm trà Thái Nguyên chính hiệu, được tận hưởng hương trà thơm mát trong cái nắng trong veo, để cho những mệt nhọc tan biến. Thái Nguyên tự hào về địa danh gắn liền với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của trà Thái Nguyên. Trong nhiều trà Thái Nguyên danh tiếng, được nhiều người trong nước và ngoài nước biết đến, sản phẩm trà Thái Nguyên thuộc tốt các đặc sản, quà tặng có giá trị và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Hội tụ về Thái Nguyên hôm nay để hòa mình trong mênh mông sóng nước mây trời của hồ núi cốc, để tả hồn theo câu chuyện tình huyền thoại trà cốc đàm công. Chương 2. Tiềm năng. Sự nghiệp thể dục thể thao Thái Nguyên không ngừng phát triển sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh với khẩu hiệu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao thật đáng tự hào, Thái Nguyên đã đóng góp nhiều vận động viên vào đội tuyển quốc gia với thế mạnh các môn đua thuyền, vật nữ, wushu, cờ vua, karate do và đạt nhiều tấm huy chương cao quý, đánh dấu những mốc quan trọng của thể thao Việt Nam trong hành trình hội nhập với thể thao khu vực cũng như quốc tế. Năm 2017, đội tuyển tỉnh Thái Nguyên tham gia các giải quốc tế đạt 23 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 12 huy chương đồng tại các giải cờ vua, vô địch vật trẻ, cúp đua thuyền, giải thể thao sinh viên, bóng đá SEA Games 29, canoeing Đông Nam Á, Châu Á và thế giới. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao.
rừng Việt Bắc lung linh sắc màu đẹp sao. Em có về cùng anh Thái Nguyên vây gọi lứa đôi, hát câu lượn ly môi duyên nối tình ta bấn vương. Bóng áo chạm nghiêng dắt nhau về hồi Thái Nguyên đêm nay lung liêng trắng soi nàng cống dòng núi nghiêng bước chân. Chàng công du khách men tình say. Dùng nắng hay chân mây, bàn thêm đo đan ngân đan xa, câu hát then mây gọi, cùng say bên tình yêu vẫn vương, chào nhau cái nhớ cái thương, để đường xa như gần hơn, phố núi đêm hối rộn ràng. Đường về nắng gió hay tung sương, đường về dùng nắng hay chân mây, bàn thêm đo đan ngân đan xa, Thái Nguyên, anh và em, ngây ngất men tình yêu. Dùng nắng hay chân mây, bàn tem đo đan ngân con xa, có hát then mây gọi, cùng say bên tình yêu vẫn vương, chào nhau cái nhớ cái thương, để đường xa như gần hơn, phố núi đêm hối rộn ràng. Đường về nắng gió hay tung sương, đường về dùng nắng hay chân mây, bàn tem đo đan ngân con xa, Thái Nguyên, anh và em, ngây ngất men tình yêu. Tỏa sáng trên đấu trường quốc gia, quốc tế. Tỉnh Thái Nguyên hôm nay hân hoan chào đón các vị khách quý, các đoàn đại biểu, các vận động viên về đây chào mừng lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8.
chúng ta cùng hòa chung tiếng nói tự hào về Thái Nguyên giàu đẹp, một miền quê gắn bó yêu thương, một cộng đồng thiết tha đầm thắm. Nào bạn ơi, hãy đến vai tuổi trẻ chúng ta vươn tới tương lai, cùng nắm tay ta cùng hát vang. Nào bạn ơi, hãy đến cùng tôi. Nào bạn ơi, cùng đến đây ta cùng hát vang khúc hát thể thao. Nào bạn ơi, cùng đến đây ta cùng sánh vai vươn tới tầm cao. Cùng đến đây, cùng sát vai tuổi trẻ chúng ta vươn tới tương lai, cùng nắm tay ta cùng hát vang. Nào bạn ơi, hãy đến cùng tôi. Khỏe để xây dựng nước non, sức khỏe quý hơn châu báu bạn ơi. Buồn làm chi bạn quý ơi, xin bạn đến đây đến với thể thao. Bạn với tôi cùng sát vai tuổi trẻ chúng ta vươn tới tương lai, cùng nắm tay ta cùng hát vang. Nào bạn ơi, hãy đến cùng tôi. Tay ta cùng hát vang. Nào bạn ơi, hãy đến cùng tôi. Chương 3, Thái Nguyên tầm cao mới. Ngày mới đã lên, mời bạn đến Thái Nguyên. Nào cùng hát cùng ca, chào thủ đô gió ngang. Nào bạn ơi, hãy đến đây, mình cùng ca ba khúc hát thể thao. Cùng bên nhau quyết thi đua, khỏe để dựng xây cho nước đẹp giàu. Phía đường đua phía trước mặt và đỉnh cao phía trước đang chờ ta. Hàng cỏ xanh trái bóng lần, bạn và tôi chúng ta quyết đi tài. Ngọn lửa tiếng đã thắp lên, vui sao đại hội thể dục thể thao. Nào bạn ơi, hãy hát lên chào mừng đại hội thể dục thể thao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thế hệ lớp con cháu ngày nay nguyện tiếp bước cha ông, trọn đời đi theo Đảng, giữ gìn và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp và phồn vinh. Thái Nguyên chiến khu cách mạng, năm nào quê hương em tự hào thủ đô kháng chiến. Xuân về rừng khoe áo mới, cầu bắc nhìn qua suối bạn em. Khi đêm về điện thắp sáng, cả bản làng vui lắm người ơi. Xoa đường đói, giảm đường nghèo, cho miền núi tiên tìm miền xuôi. Nào bạn ơi, đến cùng tôi, ngày hội vui ta hát vang bài ca. Đường dù xa chớ ngại chi, truyền bình đổi mới toàn diện, hòa mình vào dòng chảy của thời đại. Bên dòng sông Cầu, sông Công thơ mộng, người Thái Nguyên sầu lòng mến khách,
mời gọi nối vòng tay lớn, mở rộng giao lưu và hội nhập với bạn bè để giới thiệu về quê hương Thái Nguyên thân yêu đang phát triển vươn lên tầm cao mới. Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn thử thách, giành nhiều thành tích quan trọng, làm cho diện mạo của Thái Nguyên đổi thay từng ngày, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc xây dựng tương lai. Quê hương tôi cuộc sống sinh sôi, nương trẻ dài, tan nát chân trời, ta bên nhau xây cuộc đời mới. Tuổi trẻ Thái Nguyên hôm nay không ngừng năng động sáng tạo, những thử thách thành hành động, vươn lên với ý chí và quyết tâm, vươn tới đỉnh cao của tri thức. Thái Nguyên cùng cả nước vui chung niềm vui hội nhập, nối vòng tay thân ái, hướng tới tương lai tươi sáng của nước Việt Nam thân yêu. Những đường đua mới, những tầm cao mới, đó cũng chính là sự phát triển của Thái Nguyên trong giai đoạn mới. Cả một rừng hoa phê sắc màu chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018. Cũng như đang theo dõi trên màn hình, theo dõi chương trình truyền hình không trực tiếp, đó là khối tạo hình đồng diễn, biểu tượng, bản đồ thể hiện các đơn vị hành chính của tỉnh Thái Nguyên với 9 huyện, thành phố, thị xã tham dự Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018. Đó là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, các huyện Đại Từ, Vĩnh Bình, Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ và Phú Lương. Về đây thêm vui.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể nhân dân. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2018 được tổ chức tại Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố cùng toàn thể các quý vị đại biểu và các bạn đã tới dự, động viên, cổ vũ và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đại hội. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể, lực lượng vận động viên, học sinh các trường phổ thông, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng, lực lượng an ninh bảo vệ cùng đông đảo đội ngũ những người phục vụ đã nhiệt tình tham gia vào các nội dung của chương trình lễ khai mạc, góp phần quan trọng vào sự thành công của lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8 hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn phóng viên các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương đã tới dự và tuyên truyền cho buổi lễ khai mạc. Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, các công ty, doanh nghiệp và các cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ và tích cực tài trợ cho Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 8. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn, chúc các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc. Chúc sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Lạnh tâm áo không lành.